Thời gian qua, Lurako nhận được điện thoại cho rằng nhiều thành phố xem Paddy's Bathtub là một hot bathtub thâu nhỏ, do đó đã áp dụng luật của hot spa. Luật này yêu cầu spa phải có nhiệt kế và nhiệt độ nước không được quá 104 hoặc tùy theo mỗi thành phố. Một số chủ tiệm nails cho rằng khách cũng không hài lòng khi thợ nail dùng tay quay vào nước để cảm nhận nhiệt độ. Có nhiều khách hàng có vấn đề về da và bác sĩ khuyên không nên dùng nước quá nóng hoặc quá lạnh hoặc trong khoảng nhiệt độ nào đó. Lần đầu tiên trên thị trường, Lurako đã được Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế cho vòi xịt thông minh gọi là Smart Sprayer, có nhiệt kế để đo nhiệt độ của nước. Đừng chần chờ, hãy nâng cấp tiệm nail của quý vị lên một bước cao hơn ngay hôm nay.